chị Sơn Ca đang mần mấy con cá đó các bạn để làm khô. Này cá phèn ha. Cá phèn con nó Cái còn này nhỏ. hình như nãy mẹ mua là 45 ngàn một ký các bạn, mà mua một ký mấy gần 2 ký lận. Nó lớn bự hơn con này thì nó to cái nào ta, cầm tay không? Cá cầm tay vậy nè. Dữ vậy hả? Thì con này có chút xíu à, hàng kia nó rẻ. Con này nó còn nhỏ Cầm nó tay à. nè. Nó còn nhỏ thì mình muối chiên ăn nó ngon, còn cá lớn thì mình kho. Cái này hồi xưa là nhà mình hay ăn nè, này lúc đó là người ta hay gánh ngang đó các bạn. Cá lớn thì kho ngon. Với nó lại rẻ tiền nữa. Giờ cái này mình sẽ mình banh nó ra. Nè đây nè. Này chị Sơn Ca mới mần một Làm đường mới rất rồi là đó nhiều đây nè. sư. Mần xong rồi xẻ ra chị. Làm sạch đi rồi sẽ banh cái bụng nó ra vậy đó, nó dễ thấm gia vị vô. Với lại mình phơi nó mau khô nữa. Mình lóc thịt nó ra, bỏ xương. Có người ta đâm, người ta băm luôn xương nữa nên tại vì cái xương Vậy là này nhỏ mình đó. làm giống như chả cá các bạn ha, mình băm ra luôn. Có người ta Xương nhỏ để băm cái luôn xương xương hả ta chị? băm luôn, nó nhuyễn luôn. Còn mình kỹ thì mình bỏ xương ra. Mình lấy thịt mình băm ngon lắm. Xong rồi cái mình chiên thấy không? Giò viên Giò lại viên chiên nấu canh. kho ngót hoặc là nấu canh rau rồi mình chiên chiên mình sắc ê ê ê á ngon Này có lắm làm á. mắm không chị? Cá này cá là mắm nè, mắm cá phèn. Bữa nay thì mình chỉ làm khô thôi chị. Bữa nay cái này là mình muối phơi khô Cá này nó có giải không chị? có thôi. Vậy mình đánh giải hả? Cái này nó có giải mà giải nó nhuyễn lắm, mà mình không có cần đánh giải, để giải luôn. Mình chiên á mình đâu có đánh giải, Vậy đánh là cái giải này là ra nó đánh không có giấy sơ ngon. sơ hả? Hay là không đánh? Không, để giải Để luôn. giấy luôn. Giải nó chiên giòn luôn à, không sao á, Giấy nó nhuyễn ít giải nó hơn. không có cứng. Chà giải cho sạch nha. Cũng sạch các bạn ha. Con cá này dưới sông mà. Bên kia còn để cọng xương hả? Cái này bữa hổm ở nhà có khi lấy cọng xương này ra luôn nữa nè. Mà tại nhiều khi mình bận quá mình làm cho nó nhanh đó thì mình phải lấy. Để luôn đầu hả chị? Để cái đầu nó ăn giòn lắm, chiên nó giòn lắm. Nếu mà như vậy á, mình để xương mình xẻ một bên á, mình chiên cái xương cũng giòn được ha, mình úp cái mặt xương xuống á. Em thấy để xương nó đẹp á, lấy xương ra nhìn nó chằm bẹp á. Bởi vì mẹ làm mà để cọng xương này á. Các bạn có biết ăn cá phèn này chưa? Chị nói nãy là cá phèn là làm chả cá nè, rồi làm khô nè, rồi làm mắm nè. Đủ thứ món luôn. Cái này nếu mà cá phèn mình làm mắm làm sao mẹ? Có Cá mẹ này phèn, hỏi nha. cá phèn làm mắm nó làm như cá con gà vậy đó con. Mẹ hướng dẫn lại cái cách làm mắm mà. Nếu mà bà con mình có cá thì có thể làm được Nè mẹ nói nè. Con cá này mình mua về mà nó nhỏ hơn cá này nha, nó có nhỏ 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 Nó nữa. nhỏ hơn nữa Nhỏ hơn chứ con cá này để làm khô ăn được, tại nó hả? hơi lớn nè. Rồi mình ngắt cái đầu về, ngắt cái đầu về bỏ luôn đó, bỏ Nhưng cái mà đầu làm về sạch luôn, vậy, làm sạch sạch hết, bụng sạch thật thà sạch. chi giải hết luôn. Cái này con khô mẹ còn chưa giải nè, mẹ không có đánh giải nè. Con khô nó có giải mình chiên nó ngon lắm. Còn con mắm thì mình mà rất là sạch sạch nó mới không tanh. Rồi mình cứ 8 tô cá 1 tô muối. 8 tô cá, một tô muối hột. Tô muối hột nha. Nhớ là muối hột. Tỷ lệ 8:1 các bạn. Mà muối hột chứ không có muối bọt ăn nha. Tại vì muối hột con cá nó mới chắc. Còn con muối muối con làm bằng muối bọt đó có khi hả Nó không đủ nó liều hư. lượng ha. Đúng rồi. Mình không biết nó mặn Rồi, cỡ nào. mình làm sạch, mình trộn muối. Trộn muối. Rồi. Trộn muối vô qua ngày sau. Qua ngày hôm sau à. Vớt bỏ cái nước đó hết. Vớt bỏ nước hết để khô ráo đàng hoàng mình mới làm trộn ớt tỏi vô. Đâm ớt tỏi thả vô ha. Trộn ớt tỏi vô. Mình muốn làm mắm chua thì mình thắng miếng nước đường cho nó vàng cánh gián mình trộn vô, còn nếu mình không muốn chua thì mình không trộn nước đường. Thắng nước đường hả? Thắng nước Thắng nhiều đường. không mẹ? Ví dụ như con lường mà khoảng 2 kg cá đi. Khoảng 2 kg cá con làm chừng 100 gram đường.
Vậy là nếu mà muốn làm mắm chua, thì một hai cái cá là 100g đường. Mình thắng cho ra thành nước hả? Thắng là nó kẹo, nó vàng. Dạ. Rồi mình trộn chung vô luôn. Còn nếu mà làm mắm mặn thì khỏi cần. Nhưng mà nãy mình dắt hết nước ra vậy rồi cá nó có hư không? Tại vì nước muối nó tan ra hết rồi. Nó thấm vô cá mặn rồi. Dạ. Vậy là dớt bỏ hết nước luôn. Bỏ hết nước luôn. Món mặn mắm chua thì thắng miếng nước đường trộn vô. Dạ, rồi. Bây giờ nếu mà mắm mặn đi, mắm chua thì thêm đường. Lật rồi mà còn được 2 ký cá thì con lấy 100g đường hoặc ít hơn chút. Dạ, cá lật rồi ha. Thì mình tỏi ớt trộn vô, rồi trộn thính vô. Tỏi ớt. Rồi trộn thính, nhiều thính không ạ? Thính thì thường thường á, mẹ mà quen tay thì mẹ không có lường. Nhưng mà nếu lường á, thì cứ 10 ký cá là 1 lít gạo rang thính. 10 ký cá, tỷ lệ là 1 lít gạo rang thính. 1 lít gạo là chưa đầy ký gạo. Dạ. Là mình lấy gạo mình rang cho nó thành thính. Mình ngâm xong rồi cái mình phơi khô rồi mình rang nó vàng rồi mình đi xay. Dạ. Bây giờ mình có cối sinh tố thì xay cũng sướng hả? Dạ. Còn hồi đó mình xay bằng cối xe bò. Rồi mình cho nó ăn thính vô. Là mình muối xong một ngày qua ngày sau mới trộn thính, trộn tỏi ớt vô. Dạ. Muốn mắm mau chua thì kêu bằng mắm chua thì mình thắng đường. Dạ. Còn nếu không thì khỏi. Rồi con gà lại thịt chặt ra hơn 1 tháng. Dạ. Hơn 1 tháng con mới được khui mắm ra. Vậy là chỉ cá trộn thính là không có bỏ nước gì vô nữa hết, là gài lại luôn. Dạ, chặt dạ. Rồi khoan hơn 1 tháng. Nó lên nước, mặt con cá nó tự ra nước hả? Tự nó xiển lên ra. Gài chặt vậy có khi nào nó nổ hũ không? Có. Nếu mà con cá mà muối bị lạc. Dạ. Rồi cái hũ nó lớn mà con cá nó muối bị lạc, muối nó dạ. Sẽ ra nhiều quá nó bể hả? Nổ. Rồi. Mẹ thấy. Rồi các bạn ha, chú ý nghe, nếu mà muối mà không có đủ liều lượng muối đó là nó sẽ bị sình lên, nó hư mắm mà nó nổ luôn cái hũ. Tại mình gai chặt thì nó cái hũ ấy nó bung. Dạ. Nó có hũ mà không chắc quá mà. Vậy là mình gài đúng 1 tháng luôn mới khui hả mình? Hơn 1 tháng luôn. Rồi làm sao biết con mắm nó vừa ăn mà? Thì lường vậy rồi đó. Là hơn 1 tháng là khui ra là nó ngon à. Dạ. Vậy là mắm mặn là vậy, còn mắm chua thì tí đường là tự chua. Nó chua là dạ. Cái bằng mắm chua. Nếu mà như từ lúc mà khui ra vậy thì ăn được bao lâu mẹ? Nếu mà con khui ra mà con không có trộn rau củ, con không có trộn đường ha. Dạ. Nó ngon rồi á. Dạ. Thì nó ngon rồi con phải dẹp nó vô tủ lạnh. Tức là khi mà ăn được rồi cho vô tủ lạnh luôn, chưa trộn gì hết. Chứ nếu như mà con để nó ở ngoài nó sẽ rã thịt. Dạ. Dạ nó tức là thành mắm rồi nó sẽ quỷ luôn. Nó rã. Nếu mà mình sẽ hư luôn. Mình ban đầu mình để hũ mắm ở nơi thoáng mát các bạn ha. Khi nào thành con mắm rồi mình mới cho vô tủ lạnh. Chứ mà cho vô sớm á, cho vô sớm nó thành con cá hoài nó không chịu không chịu thành mắm. Không chịu chín. Dạ. Còn nếu như mà con cá nó mắm ngon rồi. Dạ. Con biết sao ngon con biết không? Nãy mẹ chưa chỉ. Con hỏi gì sao? Khi mà mình gài rồi nước nó ngập lên, con cá nó mấy ngày sau là tự nó xì nước lên. Dạ. Xì nước lên. Rồi khi mà con cá nó ngon rồi, nước nó hở hộp xuống. Hũ xanh sao mình canh được? Thì khi mẹ nói nước nó hộp xuống, nó không còn ngập trên cái mặt mình gài nữa. Là nó xì lên trên mặt. Rồi nó hộp. Bây giờ rút xuống. Đúng rồi. Dạ. Vậy là ngon dữ rồi đó. Nếu con không lấy ra xài nó sẽ rụt thật ra. Rồi con để hồi nữa nó sẽ hư luôn. Dạ. Rồi con ngon rồi con đem ra để tủ lạnh đi. Lâu lắm, để tủ lạnh mấy tháng luôn á. Còn khi mà trộn xong thì ăn được bao lâu mà? Trộn chua gỏi. Trộn gỏi thì con ăn, con trộn bữa nay đi, mai con hãy đổ tủ lạnh nha. Dạ. Cho nó thấm, chứ con trộn rồi bỏ tủ lạnh cũng ngon nữa. Bữa tối nè trộn là mai mình ăn mới ngon. Dạ, trộn để ngày. Rồi hả, con để vô tủ lạnh đi. Con ăn có thể được từng lễ trở đi nữa. Dạ. Còn con trộn rau củ nhiều thì nó mau bị lên men. Cái đó là cái chia sẻ cách làm mắm cho các bạn ha. Còn khi nào có cá nhỏ hơn á, có dịp mình sẽ làm cho bạn xem. Nhưng mà cá này kiếm cá nhỏ cũng hơi khó ha. Lúc này không nó đi nhỏ. Đúng lứa vậy nè. Nó đi đúng lứa vậy nè. Đó. Còn con cá bự nó bự ngon, kho ngon lắm con. Chuẩn bị tiêu. Tiêu. Tỏi. Hành. Muối. Muối. Thêm. Thêm một muỗng muối nè. Một muỗng nước mắm nè. Đây là hơn 1 ký cá. Hơn 1 ký cá mà mần rồi chắc còn 1 ký à. Rồi muỗng nước mắm. Nếu mần rồi còn khoảng 1 ký cá thì mình gia vị vô đây các bạn. Đó. Như là đủ rồi, không có làm mặn.
làm mặn ăn nó ngon, tại con cá này nó nhỏ nó cũng mau khô nữa. Yeah. Ờ, còn cá lớn mình làm vậy phơi nó bị sình đó, nó không có đủ mặn nó sình, không đó. Đủ mặn nó ương nó sình. Còn cá này mà muối vô để chừng 10 phút sau rồi con đem con phơi hai nắng là nó khô queo luôn. Yeah. Tùy theo con cá mình muối một nắng ăn ngon, còn con cá mình phải phơi cho thật khô đặng nó dai nó cứng ngon lắm. Yeah. Này mình ướp để bao lâu mà? Để chừng 10 phút mà phơi để hết nắng. Yeah. Để chừng hơn 10 phút thì nó thấm hơn. Là phơi hai nắng là hai ngày nắng là khô queo luôn. Khô queo phải không? Khô cứng luôn. Cho con này nhỏ các bạn ha. Dạ nó nhỏ. Mẹ không có ướp đường. Đó, không có đường sao mà? Ừ. Tại vì thấy có nhiều người muốn khô ướp khô hay ướp ngọt. Con ngọt. Muốn ướp đường không? Đường thì mẹ cho vô đường. Không, khỏi. Đây con hỏi nha. Ba không có thích. À, ba không thích ăn đường. Ừ. Còn mình muốn chấm mẹ ướp gì nữa cái con quậy nước mắm mây á. Dạ. Để hết nắng. Nên nó có thời gian để khoảng 30 phút là ngon hả? Ừ, không thấm. Con này để 10 phút các bạn. Giờ mình trải ra phơi ha. Ừ. Để lát nữa buổi chiều không có nắng. Ừ. Phơi sơ càng mau nắng càng khô nó ngon. Đặng nắng. Phụ cá. Chị ca ra phụ. Ca chứ mà khô cá ăn ca dỗi hơn mẹ. Dạ, giúp đừng nhái ít được giỏi lắm. Giỏi lắm. Rồi, mới khen, chui đầu xuống dưới. Đó rớt đỏ luôn. Tại khen thôi ca mới làm vậy đó. Trung tay ha. Ăn còn 2-3 ngày á. Mẹ đây mua 55 ngàn ăn 2-3 ngày luôn các bạn. Nhưng mà ăn cũng ngon sư. Dạ. Chứ không phải rẻ không ngon đâu. Mà quậy nước mắm cá này mà me chua chua ngọt ngọt á. Mẹ nấu canh bí, canh bầu ăn với cá này còn canh rau. Nấu canh bí mà ăn canh bầu ta. Canh bí canh bầu. Canh bí với canh bầu ăn với lại con cá này á, cá chiên con. Mà giờ mẹ cũng thích ăn cá khô hơn con cá tươi. Dạ đúng rồi. À, sao không thích khô hả? Nhai nhai dỗi lắm. Mẹ kêu hả nhai cho thật nhuyễn. Để mất cổ đầu con cá này nhai luôn nè. Cái này hồi xưa nhớ nhà mình ăn thường xuyên mà. Nhà mình đó không có ăn cá tươi đâu. Cá rẻ mua làm khô. À, hồi xưa ở quê ai cũng vậy các bạn, cá rẻ mua làm khô làm mắm. Mẹ mất mẹ mặn con cá thì hồi xưa cho con ăn. Cá gì mà? Mẹ muối xong rồi mẹ thính. Mà trộn thính vô. À chua chua phải không? Trộn thính vô không phải là con mắm đâu mà con cá trộn thính. Dạ. Mà cái con nó là con cá đỏng luôn nè. Con cá nào. Nhưng mà nó hay chua chua phải không mà? Ừ, nó chua chua á, ngon. Dạ. Nó có thính vô nó chua chua. À, nó thính vô cái chừng từng lễ sau á mà lấy cây chiên ngon lắm. Nó không phải là con mắm đâu mà nó không phải là con khô. À, một cái món này ăn cũng rất là quen thuộc các bạn. À, nó giống như con mắm, nó lai lai giữa con mắm với con khô á. Tức là mình phơi nó hơi dốt dốt dẻo dẻo ha. Mẹ rồi chua phơi chua. Một lát à. À. Rồi cái mẹ trộn thính. Yeah. Rồi mẹ nhận vô hũ. À, bữa nào mình chia sẻ món đó cho các bạn xem. Một tuần lễ sau mẹ lấy ra chiên. Yeah. Rồi đó mẹ cho ăn nào rẻ mẹ cho ăn. À, các bạn xem trên kênh Nam Việt á, thì sẽ xem được rất là nhiều món ăn dân dã ngày xưa. À, toàn là món ăn rẻ tiền nhà nghèo không à, chứ không phải nhà hàng khách sạn nha. À, nhưng mà nếu mà các bạn thích á thì các bạn nhớ bấm đăng ký kênh và bấm like nha. À, chia sẻ cho bạn bè cùng xem nữa ha. À, nào là kho quẹt nè, rồi khô nè, mắm nè. Xong một tràng khô rồi đó. 55 ngàn hả mà. 55 ngàn. Rồi 55 ngàn mình ăn được cỡ phải 2-3 ngày luôn á. Rồi bây giờ chị Sơn Ca đem đi phơi. À, mình đem ra phía trước có nắng nè. Ồ, nắng quá. Yeah. Rồi bây giờ cái này mình phơi 2 ngày các bạn ha, nắng quá. Rồi mình sẽ dừng video ở đây. Rồi chào tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp lại.